Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, cơ thể con người có thể không bao giờ có cơ chế miễn dịch bền vững với virus gây bệnh COVID-19. Một nghiên cứu về kháng thể của các nhà khoa học Mỹ và Trung Quốc cho biết. Thông tin được đăng tải trên trang web dân chí com Virus SARS-CoV-2 vẫn còn nhiều bí ẩn. Giới khoa học cho rằng vẫn còn nhiều điều chưa biết về virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19. Kết luận trên được đưa ra dựa vào kết quả nghiên cứu liệu các nhân viên y tế ở tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 ở giai đoạn đầu của dịch có kháng thể hay không. Ít nhất 1 phần tư trong số hơn 23.000 mẫu xét nghiệm từ các nhân viên y tế ở đây cho thấy họ vẫn lây nhiễm virus ở một số giai đoạn nhất định. Chỉ 4% trong số đó có hình thành kháng thể tính đến tháng 4 năm 2020. Con người dường như không tạo ra được các kháng thể có khả năng bảo vệ lâu dài chống lại loại virus này. Các nhà nghiên cứu cho biết trong một bài viết đăng trên trang web meric.org ngày 16 tháng 6. Không phải ai đã mắc COVID-19 cũng tạo ra kháng thể. Thế giới đã có những nỗ lực ứng phó đại dịch COVID-19 với hy vọng rằng những người đã mắc COVID-19 thì cơ thể sẽ sản xuất ra kháng thể để họ không bị tái nhiễm. Trong những nỗ lực này, có việc một số nước cân nhắc phát hành giấy chứng nhận miễn dịch hay giới khoa học nghiên cứu phát triển hơn 100 loại vaccine. Các bệnh nhân được chữa khỏi COVID-19 được khuyến khích hiến máu để hỗ trợ việc điều trị cho các bệnh nhân khác và cho việc thử nghiệm. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới của các nhà khoa học ở Vũ Hán chỉ ra rằng không phải ai đã mắc COVID-19 đều có thể tạo ra kháng thể hay tạo ra những kháng thể tồn tại lâu dài. Kháng thể là các phân tử được tạo ra bởi hệ thống miễn dịch để liên kết với các protein tăng đột biến của virus, ngăn nó lây nhiễm vào các tế bào. Một số kháng thể như immunoglobulin G hay IgG có thể tồn tại trong hệ thống miễn dịch một thời gian dài. Kháng thể này được tìm thấy ở các bệnh nhân mắc hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS 12 năm sau khi họ nhiễm bệnh. chưa đến 5% nhân viên y tế có kháng thể IgG. Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Đông Nam, Đại học Vũ Hán và các chuyên gia đến từ Đại học Texas, Mỹ được thực hiện với các mẫu xét nghiệm của nhân viên y tế, nhân viên bệnh viện tại Vũ Hán. Kết quả cho thấy 4% nhân viên y tế và 4,6% nhân viên bệnh viện có kháng thể IgG. Nghiên cứu trước đó cho thấy khoảng 2,5% nhân viên bệnh viện ở Vũ Hán mắc COVID-19, nhưng tỷ lệ thực có thể lên tới 25%. Vì thời gian đầu bùng phát dịch, khi chưa khẳng định virus SARS-CoV-2 lây từ người sang người. Nhiều nhân viên y tế thậm chí không đeo khẩu trang và quần áo bảo hộ khi điều trị cho bệnh nhân. Họ nhiễm SARS-CoV-2 và chiến đấu với virus bằng chính hệ thống miễn dịch, các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết. Hơn 10% bệnh nhân COVID-19 mất kháng thể sau một tháng. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các bệnh nhân có triệu chứng rõ ràng thì có xu hướng tạo ra nhiều kháng thể hơn. Tuy nhiên, hơn 10% bệnh nhân COVID-19 theo khảo sát của họ có thể mất đi sự bảo vệ của kháng thể đó sau khoảng một tháng. Những phát hiện này có ý nghĩa quan trọng với quan điểm về miễn dịch cộng đồng, với các phương pháp điều trị dựa vào kháng thể, cũng như các chiến lược y tế cộng đồng và phát triển vaccine. Các nhà khoa học nhấn mạnh, họ cũng lưu ý rằng các xét nghiệm kháng thể có thể là chưa đủ để xác định ai đó đã mắc COVID-19 hay chưa. Sự tồn tại của các kháng thể như IgG có thể không tạo ra sự miễn dịch sau này ý tưởng về giấy chứng nhận miễn dịch cho bệnh nhân COVID-19 là không phù hợp. Wang Shihuan, người đứng đầu nhóm nghiên cứu của Bệnh viện Đông Nam, Đại học Vũ Hán nói. Bệnh nhân COVID-19 tạo ra càng nhiều kháng thể, bệnh càng nặng. Một nghiên cứu khác của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh chỉ ra rằng, bệnh nhân COVID-19 càng tạo nhiều kháng thể thì tình trạng càng tồi tệ hơn thậm chí bệnh nhân có nhiều kháng thể nhất theo nghiên cứu của họ đã tử vong. Tuy nhiên, ông Gu Dinh Song, giám đốc trung tâm nghiên cứu công nghệ kháng thể tại Đại học Y miền Nam ở Quảng Châu, Trung Quốc cho rằng chưa thể khẳng định được độ tin cậy của nghiên cứu bởi các xét nghiệm kháng thể vẫn có thể cho kết quả không chính xác. Còn rất nhiều điều cơ bản về loại virus này mà chúng ta chưa biết, ông nói. Quý vị và các bạn thân mến, cấu trúc của virus SARS-CoV-2 cho biết điều gì về điểm mạnh yếu của nó sẽ là nội dung chính mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.